Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thông tin về diễn đàn Hợp tác kinh tế Horacis châu Á năm 2023 được tổ chức tại tỉnh Bình Dương trong 3 ngày 3, 4 và 5 tháng 12 tới đây. Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horacis châu Á 2023 là sự kiện quốc tế quan trọng với sự tham dự của khoảng 700 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương và tỉnh Bình Dương, chuyên gia và mạng lưới các nhà lãnh đạo cấp cao thuộc cộng đồng Horacis. Tổng lãnh sự quán các nước tại thành phố Hồ Chí Minh và các hiệp hội, chi hội doanh nghiệp nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp tại Bình Dương và Việt Nam. Diễn đàn có 6 phiên họp toàn thể và 28 phiên đối thoại, thảo luận diễn ra song song. Các cuộc họp thảo luận tại Horacic 2023 chú trọng các vấn đề kinh tế thế giới và khu vực, các xu hướng mới phát triển công nghệ, những cơ hội, thách thức và tầm nhìn cho các tổ chức trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, xu thế thành phố thông minh với các bài tham luận và phát biểu của diễn giả là CEO của các tập đoàn nổi tiếng thế giới, các nhà lãnh đạo kinh doanh chủ chốt. qua những kỳ tổ chức diễn đàn Horasis, thì tỉnh Bình Dương cũng đã thu hút được nhiều cái nhà đầu tư có chất lượng cao, có thể gọi là những nhà đầu tư có chất lượng cao. họ là những nhà đầu tư có quy mô vốn lớn, có học kỹ thuật cao, có ý thức bảo vệ môi trường tốt và đã và đang đang chuẩn bị đăng ký đầu tư vào Bình Dương có thể nói là diễn đàn này là một cái cơ hội để mà thu hút đầu tư. Trước hội nghị diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horacic 2023, Bình Dương đã tổ chức thành công diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horacic Bình Dương 2018-2019 và diễn đàn hợp tác kinh tế Horacic Ấn Độ 2022. Sự kiện thường niên Horacic được tổ chức tại Bình Dương là cơ hội thuận lợi để các nhà quản lý cộng đồng doanh nghiệp bình dương giao lưu và kết nối với mạng lưới lãnh đạo cao cấp đặc biệt là những nhà sáng lập chủ tịch tổng giám đốc của các công ty hàng đầu châu á cũng như lãnh đạo các doanh nghiệp toàn cầu hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng tìm kiếm cơ hội và đối tác mới cùng phát triển năng lực quản trị trình độ khoa học công nghệ thúc đẩy thương mại thu hút đầu tư mở rộng hợp tác giữa việt nam châu á và thế giới Horacic là một tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế có sứ mệnh kết nối các nhà đầu tư là các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới nhằm tạo ra một nền tảng kết nối, tìm kiếm cơ hội, đối tác phát triển toàn cầu. Hàng năm, Horacic tổ chức các cuộc họp để thúc đẩy các giải pháp cho những thách thức quan trọng nhất đối với các tập đoàn đa quốc gia. Do đó, bất cứ hoạt động giao lưu, tương tác nào với các đoàn đại biểu tham dự Horacic đều mang lại lợi ích cho các bên. Theo ban tổ chức, sự kiện chính của diễn đàn là các chương trình hội nghị, hội thảo diễn ra trong 2 ngày 3 và ngày 4 tháng 12 tại Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương.